xuống độc lập từ thuở bé, một sự ngỗ nghịch bé đã nhận suốt đời. Tôi sống độc lập từ thuở bé, đó là một tục lệ lâu đời của họ dưới chúng tôi. Và lại mẹ tôi thường bảo chúng tôi rằng phải như thế chứ, để các con kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhung nhung ăn bám vào bố mẹ thì sinh ra cái tính ỷ lại xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì cả. Bởi thế đứa nào cũng vậy, sinh xong là mẹ tôi nghĩ ngay đến việc thu xếp cho con gái ra ở riêng. Đứa sinh ấy chúng tôi có cả thầy ba anh em. Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ hai hôm. Tối hôm thứ ba mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tảnh khấp khởi đi sau, nửa lo nửa vui. Mẹ dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía bên kia, chỗ trong rừng đầm nước, mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới, mẹ đắp tình thương thành hang thành nhà cho chúng tôi từ bao giờ. Tôi là em út bé nhất nên được mẹ tôi sau khi dắt vào hang lại bỏ theo một ít ngọn cỏ mẫm ở ngay trước cửa, để nếu tôi còn bỡ ngỡ thì đã có sẵn thức ăn trong vài ngày. Rồi mẹ tôi trở về, tôi cũng không buồn, trái lại còn lấy làm khoan khoái vì được ở một mình nơi thoáng đãng mát mẻ. Tôi vừa thầm cảm ơn mẹ, vừa sục sọ thăm tất cả cái hang mẹ đưa đến ở. Khi đã xem xét cẩn thận rồi, tôi ra đứng ngoài hang ngạc mặt nhìn trời. Có những ngọn cỏ ấu nhọn và sắc, tôi thấy màu trời trong xanh. Tôi dọn dọc vỗ đôi cánh ngắn đến nách, rồi cao hứng gáy lên mấy tiếng rõ to. Từ đây tôi bắt đầu vào cuộc đời của tôi, chứ dù tôi sẽ sung sướng hay tôi khổ sở, cái đó tùy ở tính tình tôi khôn ngoan hay đần độn. Xong tôi chưa cần biết đến thế, tính đến thế, mà hãy lý sự ung dung độc lập một mình là điều thích lắm rồi. Ngày nào cũng vậy, suốt buổi tối tôi chui vào trong cùng hang, hì hục đào đất làm thành cái giường ngủ sang trọng, rồi cũng biết lâu xa như các cụ già trong họ Dế, tôi đào hang sâu thành hai ngả, làm thành những con đường tắt, những cửa sau, những ngách thượng phòng khi gặp nguy hiểm có thể thoát thân ra lối khác được. Chợt tối tôi tạm nghỉ tay và ra đứng ngoài cửa, họp cùng anh chị em hàng xóm quanh bờ ruộng, vừa gảy đàn vừa hát một bài hát hoàng hôn tạm biệt ông mặt trời. Khi đêm đã xuống hẳn, cả xóm chúng tôi, các bố lão Dế, lụ khụ, già có bé, cũng bỗng nhiên vui tính, ai nấy đều ra khỏi hang đến tụ hội thật đông tận giữa bãi trong đêm tối mát lạnh, cùng uống sương động, ăn cỏ ướt, và những gã tài hoa thì gảy đàn thổi sáo, cùng nhau ca hát nhảy múa linh đình đến tận sáng bạch. Lúc ông mặt trời quen thuộc lại nghiêm trang ló lên đằng đông, mới tan cuộc ai về nhà đấy. Ngày nào, đêm nào, sớm nào, chiều nào cũng ngần ấy thứ việc, thứ chơi. Kể đời mà được như thế cũng khá an nhàn, nhưng mới đầu còn thấy hay hay, về sau cũng nhàn dần. Bởi tôi ăn uống liều độ, làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng Dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co càng lên đã phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ ngã rạp y như con nhát dao vừa lê qua. Đôi cánh của tôi trước khi ngắn hùng hoàng, bây giờ thành cái áo dài kín tận đuôi. Mỗi khi tôi vù lên đã nghe thấy tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mờ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to và nổi từng tảng rất bướng, hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoằm ngoạp như hai lưỡi lườm làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi rất là hãnh diện với và về cặp râu ấy. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai tay lên vuốt râu. Tôi đi đứng oai vệ, mỗi bước đi tôi làm điệu nhún nhảy, rung lên rung xuống hai chiếc râu cho ra kiểu cách của nhà võ. Tôi tợn lắm, dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại.
bởi vì quanh quẩn ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng mà tôi lại tưởng thế, là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho tôi là giỏi. Những gã sốc nổi, tôi lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát với chị Cào Cào, ngủ ngoài đầu bờ. Khiến một lần tới tôi đi qua, các chị phải núp qua mặt trái xoan dưới những cỏ. Chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân, đá một cái, nhau anh gọng vó lấm lắp, vừa ngơ ngác giữa đập lên. Tôi càng tưởng tôi là rất ghê gớm, có thể đứng đầu thiên hạ rồi. Chào ơi, tôi đâu có biết rằng, hung hăng, hống hách, láo, chỉ tổ thân, đem thân mà trả nợ, những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế, thoát nạn rồi, mà có ân hận quá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu đã chốt không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, lùi về sau có hối, cũng không thể làm gì lại được. Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời. Bên hàng xóm tôi có cái hang của dế chót. Dế chót là tên tôi đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng. Chót nọ có lẽ cũng chạc tuổi tôi, nhưng vì dế chót bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng dế chót ấy, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện, đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi lê. Đôi càng bè bè nặng nề trông đến xấu tợn, xương dưa gì mà cụt có một màu, và mặt mũi thì lúc nào cũng ngần ngần ngơ ngơ. Đã vậy tính nết lại ăn sồi ở thì, thật chỉ vì ốm đau luôn không làm được. Có một cái hang ở cũng chỉ bới nương sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang của tôi. Một hôm tôi sang chơi, thấy trong nhà lụm thuộm bề bộn, tôi bảo: sao chú mày sống cầu thả quá như vậy? Nhà cửa đâu mà tuỳnh toàn, ngộ cái kẻ nào phá thì thật chú chết ngay đuôi. Ngay thường xét, khi chú chui vào tổ, lưng chú phải lồm cồm đụng sát mặt đất, làm cho ai trên vệ cỏ nhìn sang cũng biết là chú đừng đi đứng chỗ nào trong tổ. Phòng thử, có thằng chim cắt nó nhòm thấy, nó tưởng mồi, nó mổ cho một phát, nhất định chúng giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời. Ôi thôi, chú mày ơi, chú mày con lớn, mà chẳng có khôn gì sắt cả. Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy cho xứng miệng tôi, còn dế chót thăng thở thế nào, tôi cũng không để tai. Hồi ấy, tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe, chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý, có ai nghe mình không. Xế chút trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu: dạ thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng mà khôn không được. Đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa như thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã lo ròng rã hàng mấy tháng cũng không biết phải làm thế nào. Hay là bây giờ em định như thế này, xong anh có cho thì em mới dám nói ạ. Rồi dế chót loanh quanh, băn khoăn, tôi phải bảo: được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào. Rồi dế chót nhìn tôi mà rằng: là anh đã nghĩ thương em như thế, thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh. Phòng khi tắt lửa tối đèn, nên có đứa nào đến bắt nạt em thì em sẽ chạy sang. Chưa nghe hết câu, tôi đã hét dâng lên, xì một hơi rõ dài, rồi với điệu bộ khinh khỉnh, tôi mắng: thầm sẵn nhắc nhở ta, dễ nghe nhỉ? Chú mày hồi dịch của mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi em ơi, cứ cái điệu hát mưa dầm xuôi xuôi đấy đi, chấm dứt đi. Đào tổ nông thì cho em chết. Tôi về không một chút bận tâm. Một buổi chiều, tôi ra đứng trước cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước sương trắng mênh mông, nước đầy, và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược. Thế là bao nhiêu cốc, xéo, vạc, cốc le, sông cầm, vì trời, bồ nông, mông,
kết ở các bìa sông sơ sát tận đâu cũng bay cả về vùng đất mới để kiếm mồi. Suốt ngày họ cãi cọ ầm bốn góc đầm, có khi chỉ vì trên một mồi tép có những con cò gầy vêu vao, ngày ngày bị bõng lội bùn tím cả chân mà vẫn hết mỏ chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối vận lột cật lực thế mà cũng không xứng nổi. Ta đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước của hang mà suy nghĩ việc đời là như thế. Bỗng thấy chị Cúc từ mặt đất bay lên đến độ gần hang tôi, cách có mấy bước, chừng giữ được món nào và chén xong, chị ta tìm đến đứng chỗ mát, đứng rẻ lưng rẻ cánh và chùi mép. Tính tôi hay nghịch xanh, chẳng bận đến tôi cũng nghĩ mua treo chụp chị Cúc. Tôi cất tiếng gọi dễ chót, nghe tiếng thưa, tôi hỏi. Này, chú mình có muốn cùng tớ đùa vui hay không? Là, đùa trò gì ạ? Em đang lên cơn hen đây ạ. À? Thì đùa chơi một tí mà. Là, cái gì thế ạ? À? Thì con mụ cốc cái kia. Dễ chút ra cửa, hé mắt nhìn chị Cúc rồi hỏi tôi. Là, cái chị Cúc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả? Ờ... Dạ, thôi, em trên vãi cả sáu tay, anh đừng trêu vào, anh phải sợ. Tôi quắc mắt. Hả? Sợ gì? Mày bảo tao phải sợ cái gì? Hả? Mày bảo tao có biết sợ ai hơn tao nữa hả? Dạ, dạ thưa anh, thế thì em xin sợ, mời anh cứ đùa một mình thôi ạ. Tôi lại mắng giấy chất và bảo. Này, mày xem tao trêu chọc cái bộ cấp đây này. Tôi dừng đến lớp chị Cúc rìa cánh, quay đầu lại phía cửa tổ tôi, tôi cất giọng véo von. Cái cò, cái vạc, cái nông, mà cái cùng béo vạch lông cái nào. Vạch lông cái cốc cho tao, tao nấu, tao nướng, tao xào. Tao ăn. Chị Cúc nghe tiếng hát cờ trong đất văng vẳng lên, không hiểu như thế nào, giật nảy hay đầu cánh muốn bay. Đến khi định thần lại, chị mới trộn tròn mắt, dương cánh lên như sắp đánh nhau. Chị lò dò về phía cửa hang tôi và hỏi. Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Tôi chui tọt vào hang, lên rừng nằm khỉnh, bắt chân chú ngũ, bụng nghĩ thú vị. Mày tức thịt mày cứ tức, mồ ghè vỡ đầu, chứ mồ cho mày nhỏ đi, nhỏ đến đâu thì mày cũng không chui nổi vào tổ của tao đâu. Một tai họa đến, một đứa ích kỷ thì không thể biết trước được, đó là không trông thấy tôi. Nhưng chị Cúc đã trông thấy xế chót loay hoay ở trong cửa hang, chị Cúc liền quát lớn. Mày nói gì? Dạ lại chị, em có nói gì đâu ạ. Rồi giấy chất lùi vào. Mày chối hả? Chối này, chối này. Mỗi câu chối này của chị Cúc lại giáng một mỏ xuống. Mỏ Cúc như cái rùi sắt chọc xuyên cả đất, giúp trong hang mà bị trúng hai mỏ, chất quẹo xuống xuống lên ra kêu vang. Lúc tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm yên thanh thiết. Nhưng đã hà cơn tức, chị Cúc đứng rìa lông, rìa cánh một lát nữa, rồi lại bay xuống đầm nước, không chút chú ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra. Thế chị Cúc vừa đi rồi, tôi mới môn men bò lên, trông thấy tôi, thấy chút khóc thảm thiết, tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. Sao? Sao? Chút không dậy được nữa, nằm thoi thóp, thế thế, tôi hốt hoảng quỳ xuống, ngang đầu chút lên mà than rằng. Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này. Tôi hối lắm, tôi hối hận lắm. Anh mà chết thì chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ. Tôi không ngờ giấy chất dành cho tôi một câu như thế này. Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, tôi chết thì cũng được. Nhưng mà trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh ở đời mà có cái tối hung hăng bậy bạ, có cái óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào cho mình đấy thôi. Thế rồi giấy chốt tắt thở,
Tôi thương lắm, vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi mà không chiêu chị Cúc thì đâu có đến nỗi chốt phải việc gì cả tôi nữa. Nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi. Tôi đem xác giấy chốt đến chôn ở một vùng cỏ bùn trung. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu nghĩ về bài học đời đời đầu tiên. Chơi cho trẻ con mà không biết là anh xiến tóc cho tôi một bài học mới. Tôi tập suy nghĩ về mọi hành động của mình, lòng đoan với lòng rằng từ đây phải biết phân biệt hành vi lố lỉnh với những việc làm có suy nghĩ. Như thế tôi bắt đầu sống bình tĩnh, nhưng những ngày sống phẳng lặng đó cũng chỉ được ít lâu, bao nhiêu lâu thì tôi cũng không nhớ. Rồi tình cờ tôi trải qua một cuộc phiêu lưu sóng gió và kỳ lạ. Ấy là vào một đầu mùa hè một năm kia, buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặp mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng đằng cuối bãi tiến lại hai cậu bé con, tay cầm que, tay xách ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lần xuống cỏ chui nhanh về hang. Bỗng chốc tôi nghe tiếng chân bước thình thịch loạn trên đầu và ríu rít tiếng nói tiếng gọi. Này này, cái gì? Ê, chỗ này đích rồi này, đất đồn mới tinh này. À, đúng rồi, gớm chưa, bao nhiêu đất mới đồn, lại mấy chân cô cậu mới vào còn nhẵn thín rồi này. Bé ơi bé, đưa sao đây, để tôi khoét cái lỗ, cả cái đi sắc nước đi, nhanh lên, nhanh lên. Lập tức, tôi nghe tiếng thọc dao chuyển cả đất, và thấy đất rơi lả tả xuống ngay đầu, biết là có biến lớn, tôi vội nhảy lên nấc cao trên ngách thượng. Đứng đấy một chốc thì thấy có nước ẩu tới, bọn trẻ đổ nước định lùa tôi ra, nhưng mới được nước vào chỉ dâng đúng đến bút chân rồi lại rút đi, bởi vì khi bình thời tôi đã có ý đào cái ngách thượng rất cao và đào ra nhiều đường ngang. Bây giờ nước vào nhưng không có chỗ đọng nước trong hang mà nước theo ngách thoát cả ra ngoài. Hai đứa trẻ ranh lắm, chúng không chịu bỏ. Chúng hình huệch chạy quanh, xem xét các dấu vết, nhất là cái cậu tên là Nhớn. Mấy lần bé đổ nước không thấy dế bò ra, đã toan đi, nhưng Nhớn cứ khắc khăng. Tớ cứ cam đoan với cậu là thế nào cũng phải có mà lại là dế hạng to nhất cơ đấy. Cái thứ dế cụ ấy, nó bạo nước lắm, ngập cả rau ở trong nước, nó cũng vẫn đứng được mà, nó phải ngâm nước đến hàng giờ đó. Thì con dế cụ nó mới chịu sặc mà nó chui ra đấy. Này, thế bây giờ mình phải lấp hết các cách xung quanh cho nước nó đọng lại trong hang. Ý cô cậu mà nó tắc thở thì thế nào nó cũng phải tuổi ra thôi. Nói thế là làm y như vậy, nghe rợn cả gáy. Lập tức tôi thấy hang tối sẫm, những ngách ngang ngách dọc vào hang tôi đều bị lấp cả, chỉ còn mỗi một con đường chính để chui ra. Chúng bắt tôi phải sụp ra con đường ấy cho chúng tóm cổ. Bấy giờ nước lùa đến đâu đọng đến đấy và cứ dâng dần dần. Trước đến lưng, sau lùm cả đầu, chỉ còn hai cái râu thò lên đụng đậy, rồi râu cũng ngập, nốt. Nhưng tôi vẫn cố nhịn thở, không chịu ló đầu ra. Tôi nghĩ, nó có ngập, thì cũng chỉ ngập một chút, rồi lại thấm vào đất. Đất này là đất cát, tôi nhịn thở được. Xong, dù đất thấm nước, khỏe thế, cũng không phải cách bền vững. Quả nhiên, chẳng mấy chốc đất cát cũng đã ngấm no nước, không chịu thấm nữa, vậy là nước lại ứ lên. Tôi lo quá, phen này chắc phải bò ra mất,
Ôi thôi, nếu bỏ ra bây giờ, đời tôi còn gì? Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi về để làm miếng mồi ngon cho con gà trọi, cho con họa mi, cho con sáo mỡ gà của chúng sơi ngon. Bọn cá trậu chim lồng ấy mà vớ được món ăn mỡ màng như thằng tôi thế này thì phải biết là thích. Mà cứ gan liền chân chân ở đây thì cũng chết ngạt, chết đuối mất. Thế rồi, tôi không định ra hẳn, nhưng mỗi lần nước ập vào, tôi cứ tự nhiên nhích người ra một mẩy. Làm như vậy, tôi thấy đầu tôi được thò lên mặt nước. Như thế, có nghĩa là tôi lại hít thở được một ít không khí, có dễ chịu hơn thật đấy. Thế là từ đấy, hễ bọn trẻ đổ nước vào, tôi lại hơi nhoi ra một tí, mà không cảm thấy mình đang nhoi dần ra. Không may cho tôi biết bao, tôi không biết rằng như thế, tuy có được thở dễ, nhưng nguy hiểm là mỗi lần nhấc chân lên là nhích ra. Thế rồi, một lần nước vừa rút xuống dưới khoeo, đột nhiên ở ngoài cửa hang, bọn trẻ trông thấy cái đầu của tôi. Ôi trời ơi, đây rồi này, ôi trời, đầu nó to gọc, nó bóng quá này này, đây này. Tôi vội rụt đầu ngay vào, xong đã muộn, họ trông thấy cái đầu của tôi rồi, đã trông thấy cái đầu là họ phải bắt cho kỳ được. Quả nhiên, lúc càng dội vào, tiếng hò hét càng tợn, có lúc tiếng chân tay vỗ, giận dọa rung chuyển cả đất bốn bên, tôi run người lên, tôi bế thở, tôi vùng vẫy vì bức nước, rồi trong bụng không định mà chất lại cứ nhất dần ra, bỗng nghe một tiếng xoạt ngay sau lưng, như tiếng sét. Quay lại, một thanh ngứa, lại cả một mũi dao nữa, đã thực xuống, chắn ngang đường vào cuối hang. Thì ra, hai đứa trẻ khôn ngoan, trong mặt nước, động biết tôi đã chui ra đứng cửa tổ. Họ xin dao, xin ngứa, xuống chặn ở sau lưng tôi, nếu chúng người tôi, thì đã đứt đôi người. Nhưng tôi chưa kịp giật mình, đã có cái cảm tưởng, cái thanh cái nứa, chân đương bày tôi ra. Hai đứa trẻ, đứa thì đẩy thanh nứa, đứa thì ngồi gõ vào cái ống bơ đựng nước, mồm kêu thòm thòm, giả cách làm chống ngũ liên dọa nạt, thúc giục váng cả bãi. Bị hất mạnh, bí quá, tôi liền nhảy ra. À, anh em ơi, dễ cụ, dễ cụ, bắt được dễ cụ, to bằng bốn thằng bé sầu này, dễ cụ mà lại. Nhớm tóm được tôi cắn cho cậu bé một miếng vào ngón tay, nó kêu thét. Tôi bồi cho cái đạp hậu, nó buông rời tôi ra. Được dịp, tôi vội nhảy trốn vào giữa bãi cỏ. Nhưng hai đứa trẻ, đứa cầm giỏ, đứa cầm ống bơ, đuổi theo úp tôi. Thế là chỉ loáng mắt, tôi đã nằm chồng vó giữa cỏ. Tôi cứ cắn cái nan giỏ mỏng xớt, nhưng chưa nháy được mắt nào, thì họ đã đem buộc túng cái đít giỏ lại, khiến tôi không còn nhúc nhích cựa quậy được nữa. Họ xếp ống bơ, xách nước và các đồ chơi lại, rồi bờ đầm, rửa chân, rửa tay và đem tôi theo. Họ vui vẻ ra về, chân bước theo nhịp tay múa, miệng hát ý o, ra vẻ khoái tỉ lắm. Nằm tròn trong cái đáy giò, tôi đưa mắt nhìn lần cuối phong cảnh nơi tôi ở. Cỏ non xanh dần, nước bạc mênh mang, nắng vàng trải trên lá cây, và một màu tươi lạ lùng. Lòng tôi đau như cắt, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Dần dần, mỗi bước một xa, ngẩng đầu lại, không trông thấy nữa, thế là khuất hẳn. Thế này, tôi tất chết. Hai đứa trẻ đem tôi ra khỏi bãi, qua một quãng đường ngoắt ngoéo, bên thành tre rậm rạp, tới một lối đi nhỏ, men đến một cái cổng tán, nhấn vào nhà vứt mọi thứ đồ đạc, đúc dế, còn bé thì đặt giỏ xuống. Biết số phận mình sắp được định đoạt, tôi thấy hồi hộp và lạnh cả sáu gan bàn chân, sắp làm mồi cho gà, cho chim trăng. Nhưng quanh đây tôi không nghe tiếng móng chim, họa mi cào vào nan lồng, cũng không thấy con gà trọi đỏ mặt tía tai nào. Tôi hơi yên yên, nhớn ở trong nhà ra, bé nói. Đem cái thằng dế này quảng ra ao, cho sự thịt bầu của chúng mình nó sực một bữa đi, này nhớ này. Tôi giật người đánh thốt một cái, nhưng nhớn xua tay và bảo. Không, đúc được cái thằng dế cụ như thế này hiếm lắm đấy. Dế này là loại dế cụ gan liền tướng quân đấy.
cái thằng Thịnh hôm nọ nó cũng có một con dế, nó khoe là con dế của nó khỏe nhất đó, cho đánh nhau cái thằng dế nào cũng phải thua hết đó. Chúng ta nên bỏ cái con dế cụ này vào lòng, đem sang nhà thằng Thịnh cho đánh nhau với thằng dế bên đấy để xem thắng bại như thế nào. Bé vỗ tay. Phải đấy. Ấy thế là tôi không chết, điều may mắn không lường trước ra được. Hai cậu bé đem giam tôi vào một cái lồng tre vốn để đựng châu chấu, có cửa gài then chắc chắn. Tôi đành nằm yên ở đó, chờ sự thay đổi nào đó mà tôi không thể tưởng tượng ra được. Tôi chỉ biết thế là tôi sắp phải đi đánh nhau, nhưng nói đến đánh nhau, tôi lại muốn múa chân lên, quên cả cái thân tù. Đáng nhẽ phải tìm cách thế nào cho được tự do, tâm tính ngô nghênh của tôi muốn hung hăng trở lại như dạo trước. Buổi trưa, quả nhiên anh em nhà ấy đem tôi sang cho giáp chiến với một cậu dế nhà bên cạnh, nhớn đứng ngoài ngõ gọi: Thịnh ơi! Thịnh! Thịnh từ trong nhà chạy ra. Cái gì đấy hả? Dế cụ của tao đây này, mày có giỏi mày đem dế mày ra đây chọi xem nào. Thịnh cười khanh khách, vẻ coi thường, quay vào sắc lồng lấy ra. Cả bọn rủa nhau đến giữa khu vườn lứa thưa bóng cây nhãn lùn. Chúng nằm sấp xuống cỏ, lúc nào thích thì cong chân lên đạp không khí. Chúng giáp hai cánh cửa lồng dế làm cho thật chắc như đuôi toa nọ, kề cửa toa kia lúc tàu hỏa chạy, rồi mới rút then ra để hai thằng dế chúng tôi không muốn cũng phải xông sang lồng của nhau. Chẳng dế nọ nhảy tót sang lồng của tôi. Ái chà, vẻ ta đây, hắn bé hơn tôi một chút, nhưng hắn ngạo mạn và sức sực làm sao, bé lắp chắp như thế, mà đã bắt chước đâu được cái bộ mặt hờm hợm, khinh khỉnh, từ cái dáng chân đi khủng khiếp, vẻ coi thiên hạ như rác, thoáng thấy đã lộn tiết, vừa thấy tôi, hắn vút rung hai sợi râu và nói. Chú mày đỡ mặt ra thế kia. Thì liệu được mấy sức hả? Chịu nổi nửa cái đá song phi của ta hay không hả? Rõ chối tai, tôi đã cố lắm rồi, nhưng là sau lúc ấy tôi vẫn tỏ ra dịu dàng được, có lẽ vì lầm quá khinh bỉ. Này anh kia, làm cái gì mà ầm lên thế? Cái đứa khôn ngoan ở đời đó thì không có nên nói trước nghe chưa? Hắn nghe răng ra hầm hè. Mà kệ mày, mày có giỏi ấy, thì mày ra đây chơi nhau. Đừng có đứng ở đó mà nói đi nha. Thế là máu nóng trong người của tôi sôi sùng sục, tưởng nghe tiếng được, biết quân này không phải là quân ăn lời. Tôi bèn nhảy phát đến, chúng tôi bắt đầu đánh nhau giữa những tiếng cười reo, vỗ tay của ba đứa trẻ. Mới quần thảo vài hiệp, tôi đã rõ anh dế lếu láo kia chọi với tôi không được mấy sức. Đúng thế, tôi chỉ thọc mạnh một chiếc đạp càng, hắn đã bổ ngửa ra, tôi bổ thêm chiếc đá nữa, hắn ọc máu mồm đen xì, gãy một cẳng lăn quay, tôi chẳng thèm đánh thêm, chỉ ghé xuống tận tai hắn, lạnh lùng và bảo. Này, cho mày bài học thuộc lòng, về sự hống hách nhé, từ giờ chờ đi nhẹ ơi. Hắn chỉ còn biết có việc xuông giày, chắp chân lại rối xít. Nhưng nếu từ đấy chẳng dế kia có thể biết chừa cái thói ngông nghênh, thì tôi lại ăn phải đũa của hắn, bệnh ngông nghênh của hắn lây sang tôi, thế mới kỳ lạ đi chứ. Làm sao tôi đâm khốn kiếp đến như vậy? Thật tôi không cắt nghĩa được hết cái khúc khuỷu của tính tự kiêu và tự đại. Tôi chỉ biết thế là những cái hung hăng, gàn bướng và lết mặt hão huyền ở đầu óc tôi chưa hội được sạch hẳn. Khi tôi đã ngã, thì tôi đã ngã thằng dế kia, mắng nó rồi thì tôi lại nghĩ niệm tôi rằng, ô, mình giỏi thật đấy, mình giỏi thật, chỉ gầy khẽ một cái mà thằng cha đã lên cu chiêng. Và chỉ nhờ cái đá xoàng ấy mà tiếng tăm của tôi vang dội, ít nhất là trong cái xóm này. Tôi phồng cả mũi. Lũ trẻ ở trong xóm thì nhau đi đúc dế, đào dế, săn dế, đem về chốt chọi với tôi. Tôi đã trở nên tay võ giỏi khét tiếng. Phải, dế nào tôi cũng chỉ phóng vài cái đạp hậu, cậu ta đã chạy bán xác. Hồi ấy,
tôi đương giữa tuổi thanh xuân, sức lực cường tráng, nhất là thêm cái tính kiêu, tính hợm, chẳng có ai ra gì, nên cứ càng làm bộ. Vì tôi thắng tợn, nên hai cậu cho lên đứng uống sương trên giàn mồng tơi, gọi là lên chơi sương trên giàn mồng tơi, nhưng vẫn bị một sợi chỉ buộc vào càng. Tôi có thể cắn đứt sợi chỉ dễ như chơi, nhưng tôi không thèm cắn. Tôi uống từng giọt sương lóng lánh trên lá mồng tơi, rồi ung dung ca hát trong cảnh bị trói buộc như thế. Tệ quá nữa, muốn làm đẹp lòng hai cậu bé, tôi chỉ loanh quanh cả ngày cạnh cái hộp xiêm buồn ngủ của tôi đấy, không nghĩ đi đâu xa một bước. Thỉnh thoảng cao hứng, tôi đạp hai càng, cất tiếng gáy ri ri, ri ri. Ôi thôi, tôi đã quên cái thân bị đem làm trò chơi. Màu lá còn non và cái thói ngông cuồng đã khiến tôi đâm ra ngu tối cho đến thế. Nhưng một ngày kia, tôi phải cảm ơn một sự tình cờ đã đến mở mắt tôi. Tôi vẫn đi đánh nhau thuê để mua vui cho cuộc đời. Tôi vẫn được đem thi chọi nhau như thế. Đối thủ của tôi lần này là một anh chàng có bộ cánh chưa kín lưng, người mới dài bằng nửa của tôi, vừa bị đẩy vào đứng đối diện, anh ta đã nháo nhác kêu chu chéo. Ôi trời ơi, em lạy bác, em lạy bác đi, bác tha cho em, bác là người lớn, bác đã có cẳng, có cẳng to rồi, còn em vừa mới ra đời có mấy hôm nay, hôm qua em được mẹ em dắt đi chờ riêng thôi bác ạ. Ôi trời ơi, em lạy bác đi, bác ơi. Tôi thản nhiên xông vào chiến ngay thằng bé, nó khóc hu hu, rồi chạy quanh lồng, mấy đứa trẻ xem trọi dế cười ha ha. Tôi lại càng nổi hăng, có một anh xén tóc, tay xè xè trên trời, rồi đậu xuống cành nhãn gần đấy, nhìn đám dế chọi nhau, anh xén tóc vểnh hai cái sừng dài, như hai chiếc lưng cong cong, có khắc từng đốt, chõ xuống mắng tôi. Dế mẹ ngách ngác kia, mày to đầu như thế, mà mày nhớ đánh cái thằng bé bằng ngần ấy à, không được quen cái thói bắt nạt nghe chưa? Tôi ngoảnh mặt nhìn lên, anh xiêm tóc lực lưỡng và uy nghi, bọc mình trong bộ giáp đồng hôn rất cứng, bộ mặt hung tợn lắm, nhưng tôi không sợ, coi bộ chẳng làm gì nổi tôi, bởi tôi biết anh ta cũng hãi lũ trẻ, chỉ đứng trên cây chứ không dám xuống. Tôi hít mũi ra một câu, ngứa mồm. Thế rồi, tôi lại đuổi đánh thằng bé như thường, tôi ngổ ngáo vụt lên trước, hết càng, chặn. Thảm hại, mới nếm thêm có cái đá hậu, thằng bé đã quay đơ và chỉ còn thoi thóp thở. Tôi chẳng biết thế nào là thương xót, tay tôi chỉ nghe có tiếng hoan hô râm ran của bọn trẻ. Thấy không ngăn nổi tôi, mà tôi còn đánh gần chết chú dế nhỏ, xiến tóc nghiến răng ken két, chõ hai cái sừng dài xuống và quát. À được, mày giờ hôn, bảo lời phải không nghe, rồi sẽ biết tay không? Tôi còn chưa tức, ngước răng lên. Có giỏi thì xuống đây chơi nhau xem. Thế rồi, tôi ung dung nhắm nhánh cỏ, lũ trẻ vừa tranh nhau tuồn vào thường cho tôi, làm như không thèm để ý đến câu chuyện vặt. Xiến tóc, tức sung sừng, rung răng, nhưng không biết làm thế nào, vì có lũ trẻ ngồi đông trên bãi cỏ. Cuối cùng, xiến tóc cất cánh vù đi, tôi chẳng thèm để ý. Ừ, anh chàng khỏe thì có khỏe đấy, nhưng đâu có thể làm gì nổi tôi. Đêm hôm ấy, theo thường lệ, bọn trẻ đem tôi ra ngoài ra mồng tơi để tôi uống sương tầm bổ và thở hít khí trời trong lành. Trên cao, mặt trăng sáng vằng vặc, làn gió đưa đẩy những chiếc lá che dài và nhọn đẫm sương, óng ánh từ một nét sắc trong bóng trăng. Tôi duỗi thẳng cả chân, cả cánh, vừa ôm lại bài võ, vừa hát, ngẩng đầu nhìn vòm trời trong sáng, và chắc là về mặt tôi lúc ấy có vẻ tự đắc, tự mãn lắm. Đương ung dung như thế, lắng nghe cái tiếng máy gì, xè xè ở đâu, dần tới bên cạnh. Thế rồi, anh xén tóc, oai lên ban chiều, vụt hạ cánh xuống ngay bên nách tôi. Tôi rú lên một tiếng kinh khủng, tôi cứng cả khuêu, không nhích chạy được. Tôi không ngờ phen này chết thật chứ không chơi.
Phép này chết thật chứ không chơi, răng nó như sắt thế kia, cái vuốt chân như dao thế kia, một mình tôi ở nơi vắng vẻ như thế này, tất chết. Thì tôi cố mím môi, mà cánh, mà chân, mà càng tôi cứ run lên bần bật, xén tóc, ghé nghiêng hai cái sừng, cười nhạt chế nhạo. Rõ đồ hẹn, sao lúc chiều mày hống hách thế hả? Thế rồi xén tóc lục tội. Này ta hỏi, mày đáng khét tội gì? Ôi trời ơi, em lại anh, ôi trời ơi. Có lẽ lúc bây giờ tôi cuống quýt những điệu bộ dáng xấu hổ và nực cười khiến xén tóc khinh bỉ đến nỗi không thèm giết tôi cho bẩn gươm. Bởi vậy tôi chỉ thấy xén tóc cúi hai cái sừng sát mặt tôi, kinh mũi tôi lên mà bảo rằng: À, bây giờ thì cò vòi lại rồi có phải không hả? Còn thì xấu mà cấy sức mà đi bắt nạt, khôn ngoan thì đã đắc người ngoài, ta tha cho lần này, nhưng ta hãy tạm mượn đi của mày hai cái dâu, để từ đây mỗi khi mày làm việc gì bậy bạ, mày hãy sờ lên chiếc dâu cột, lúc ấy mày nhớ lại lời ông xiến tóc nghe không con? Nói rồi, xiến tóc đưa răng lên, cắt cụt luôn hai sợi râu mượt óng ở trên đầu tôi, đau điếng mà tôi đành ngậm tâm không dám hé răng. Đường đời nhiều bài học, mỗi bài học một kiểu, chịu nghĩ thì học được, học giỏi, bằng không thì khốn khổ như thế này đây. Cho đến bây giờ tôi vẫn chọc lông lốc bởi mất hai sợi râu, từ cái tích tôi được thêm bài học mới, vừa lắt vừa đắt vừa đau đây mấy. Nhưng cũng vì thế mà tôi tỉnh ngộ ra, trời ơi, thế ra từ khi bị hai đứa trẻ bắt vào trong vùng u tối, tôi đi đánh nhau để làm trò cười cho thiên hạ, tôi chỉ làm việc ác mà tôi không biết. Mà những kẻ bị tôi đánh, họ cũng là họ hàng xa gần nhà giấy cả. Tôi thở dài thầm nghĩ: À, hôm trước ta đã vướng điều lầm lỗi, bây giờ lại mắc lỗi nữa. Ôi ta hèn quá. Cũng may mà bác xiến tóc không giết ngoán người ta đi, mới biết đời này hồ dễ, ai bắt nạt nổi ai. Ta đánh kẻ yếu hơn ta, thì kẻ khác mạnh hơn ta lại đánh ta. Thôi thôi, giấc mê kia đã tỉnh ra rồi. Nghĩ được như thế, lòng tôi mới tạm yên. Nhưng nói cho hết nhẽ, nếu bây giờ tôi muốn bỏ tính hung hăng sằng bậy đi, thì tôi nhất quyết phải rời hai đứa trẻ này ra, bởi mục đích của họ là để bắt tôi để làm trò tròn nhau cho họ cười. Trong vòng bên tai tôi, hai tiếng thoát ly. Xuân mà nay chưa làm nổi điều gì gọi là có ích.
chỉ những nay lầm mai lỗi, tôi ủ rũ, chẳng buồn ăn, chẳng buồn đi, đứng cũng không buồn đứng, suốt ngày nằm phục vị, thở dài. Thế tôi đâm ra lù đù là thế, bọn trẻ chỉ biết gia công săn sóc, nhưng họ càng săn sóc thì lòng tôi càng chán ngắt, càng cảm thấy họ nuôi béo thân mình để làm chuyện mua vui. Tôi ăn đỉnh đoạn, nhấm nháp, dần dần bọn trẻ cũng chán tôi. Cho trẻ chơi cái gì cũng thường hay chóng chán, vì không hiểu được cái ốm và đầu óc nghĩ ngợi của tôi bây giờ. Chúng cho tôi là bệnh gì đấy, có lẽ là bệnh đau dạ dày, rồi cứ bỏ vào lòng toàn là những thứ cỏ thượng hạng, mà chỉ thấy tôi đùng đỉnh, nhếch răng thì sự săn sóc cũng nhạt dần. Họ lại xách ống, dao và que nứa, hì hục, đúc dế, mải tìm cuộc chơi khác. Thế rồi, cứ ốm nghĩ mãi, tôi đâm ra ốm đau thật. Tôi cảm thấy khạc khừ, rồi tôi ngạt mũi, nhức đầu luôn. Mấy lần bị mang đánh nhau, tôi chỉ đứng yên, anh dế bên lồng kia, sang, cũng không dám đánh tôi, thế là nhà trò. Nghĩa là tôi không còn hoạt bát, khỏe khoắn như trước nữa. Mấy ngày không nhớ ca hát, buổi sáng, buổi chiều không gáy chào hoàng hôn và bình minh. Một hôm, nhớn thấy tôi nằm lừ đừ, bèn bảo bé. Này, không phải nó đau dạ dày đâu. Cái thằng dế này đánh nhau nhiều quá, nên nó kiệt sức, nên bây giờ nó mắc bệnh ho lao rồi đấy. Chúng mình trả lên nuôi một thằng dế ốm là cái gì? Thả nó đi bé à? Bé gàn. Thế thì phải đem nó ra ao cho con vịt bầu nó ăn đấy chứ. Tôi lạnh đến tận hai chân răng. Không, thế thì cũng phí. Ta đem nó làm cúp đá bóng đi. Cúp đá bóng là một con dế cụ, thế mà oai đấy. Rồi hai đứa kéo nhau đi, dù tất cả trẻ trong xóm hợp bọn lại đá bóng ăn giải thưởng. Cái cúp ấy đúng là dế tôi vậy. Thân tôi lại thành cái giải thưởng, nghĩ sao mà cực quá. Không đầy một lúc, đã có một lũ đến 10-15 đứa kéo đến, chúng rủ nhau ra ngoài bãi, đem theo tôi ra, đám trẻ chia làm hai phe, một đứa đã nhận được ở vườn nào về một quả bưởi để làm bóng. Tôi được đặt trịnh trọng, đứng trong cái nắp vỏ diêm mới, trên một hòn gạch, nhấn giao hẹn với các bạn. Này, tao giao hẹn nhé, bên nào được 3 con trước thì ăn thưởng lão dế này. A lê, toe, toe, toe. Tôi đứng thẳng, lấy vẻ mặt tươi tỉnh, vui cũng như đương xem đá bóng, không ai nghi ngờ gì cả. Cũng thật là bọn trẻ con thì mới sơ ý như thế, cơ hội thoát ly có thể sắp đến rồi. Tôi bên tranh nhau, đá quả bóng bưởi mỗi lúc một kịch liệt hơn, đám này đá bóng cũng xoàng. Tôi nhận xét thế, có cậu cứ dẫm vào quả bóng, ngã bổ chừng, có cậu bíu vai, chèn nhau, xích toạc cả áo. Ấy vậy mà vẫn mải mê, hò hét vang góc bãi. Nhưng tôi cũng vội nhận ra tôi đứng đây không phải để xem đá bóng. Thế là trong khi bọn trẻ đang xô đẩy kịch liệt trên bãi, thì tôi lén lén rời nắp bao diêm, bò khỏi bệ gạch vỡ. Tôi lẻn ra đầu vườn, chui vào đám cỏ rậm, rồi chôn thẳng đến tận bụi dứa dài ở đằng xa. Sổ lông một cái, khỏi ốm ngay. Sao mà nhanh thế? Chẳng biết lúc tan cuộc bóng, thấy mất cái giải thưởng quý giá, bọn trẻ có cấu kỉnh mà cãi nhau không? Khi đã được thảnh thơi, đứng trong bụi dứa xanh mờ, tiếng hò reo của bọn trẻ nghe đã xa lắm, không còn lo ngại gì nữa. Tôi mới duỗi cánh, vươn vai, thở một hơi dài. Tôi vội gặm một tí cỏ cho đỡ đói. Mấy bữa nay, quả là tôi cũng vừa ốm thêm để đỡ phải đi chọi nhau, cho nên nhịn ăn cũng mệt mỏi đi thật. No rồi, tôi phủ phục xuống, chụm chân, đánh một giấc ngủ ngon. Lúc tỉnh dậy, xung quanh và đằng xa, chỉ có cái im lặng chập chờn buổi trưa, lũ trẻ chắc đã về trong xóm, nghĩ xa, nghĩ gần. Trong bụng tôi phân vân, nửa muốn một phen đi chơi, xa lại nửa muốn về thăm nhà. Dẫu sao, trong mấy ngày qua, tôi cũng nảy ra một ý nghĩa rất đẹp là đã được thấy mặt đất này bao la, không phải chỉ có cái bờ ruộng, cái đầm nước của quê mình, có phải trong cảnh bói buộc lại hay có những ao ước phóng khoáng chăng? Chỉ biết
lũ trẻ kia giam giữ mình, nhưng phong cảnh non nước thì bao giờ cũng chờ đón và thúc giục ta hãy vui chân lên, hãy cố đi cho khắp thế gian. Đời trai mà không biết bay nhảy, không biết đó đây, thì cuộc sống sẽ nhạt nhẽo lắm. Sau cùng, trước khi đi, tôi quyết định trở lại nhà. Tôi nhớ từ ngày bị bắt, mình xa nhà đã lâu. Tôi chắc ngày ấy, có khi mẹ tôi lại hang thăm tôi, thấy giường màn tan tành, hẳn người đã khóc, không biết bao nhiêu nước mắt. Nghĩ như thế, thì tôi nhớ và thương mẹ tôi lắm. Tôi là con út trong lứa sinh, mẹ thương tôi, đã cho bao nhiêu cỏ non lúc đêm tôi đến ở hang mới. Tôi trở về quê hương, tôi cũng tính thêm rằng, sau khi về thăm mẹ, khi mẹ tôi nhìn thấy mặt, mừng tôi còn sống, vẫn khỏe, người an tâm rồi, bấy giờ sẽ tính một cuộc du lịch xa xôi. Tôi rẽ cỏ, tìm lối về, đường về xa lắc xa lơ. Một hôm, qua một vũng cỏ nước xanh dài, chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Tôi lắng tai, đoán ra tiếng khóc quanh quẩn đâu đây. Vài bước nữa, tôi gặp chị nhà trò, ngồi gục đầu bên một tảng đá cội. Chị nhà trò này đã bé nhỏ, lại gầy guộc, yếu đuối quá, người bự những phấn như mới lột. Chị mặc áo thơm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cách cô nàng mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chuột chuồn, hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe, cũng chẳng bay được xa. Các chị nhà trò vốn họ bướm, cả đời chỉ biết vườn vơ quanh quẩn trong bờ bụi mà thôi. Nhà trò đứt khóc, nghe như có điều oan trái chi đây, tôi bèn hỏi. Làm sao mà khóc đường khóc chậm thế kia hả em? Chị chàng ngẩng lên, nước mắt đồng đìa, rồi cúi chào lễ phép. Các cô nhà trò bao giờ cũng lịch sự và mềm mại. Em xin chào anh, mời anh ngồi chơi. Tôi nói ngay. Có gì mà ngồi, làm sao mà khóc nào? Thế là chị ta bù lu bù loa. Anh ơi, anh ơi, anh cứu em, anh ơi. Hả? Đứa nào? Đứa nào bắt nạt em hả? Thưa anh, bọn nhện, anh cứu em, anh ơi. Tôi sốt ruột. Nhện nào? Sao cứ khóc thế? Kể rõ đầu đuôi mới biết làm sao mà cứu được chứ. Chị nhà trò kể. Năm trước, phải khi trời làm kém đói, mẹ em phải vay lương ăn của nhện. Sau đấy, không may, mẹ em mất đi, còn lại lủi thủi có một mình em, mà em thì ốm yếu như thế này này, kiếm bữa ăn cũng chẳng đủ, làm ăn trả ra thế nào cả, bao nhiêu năm nghèo túng, vẫn hoàn nghèo túng, món nợ cũng chưa trả được, nhện cứ nhất định bắt em phải trả nợ, mấy bận nhện đã đánh em, hôm nay bọn nhện trăng tư ngang đường để bắt em, vặt chân, vặt cánh để ăn thịt em đó. Tôi xòe cả hai càng ra, bảo nhà trò. Em đừng sợ, hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác, không thể cậy khỏe, ăn hiếp đứa kẻ yếu được. Đời này không phải như thế đâu anh ạ. Thế là tôi dắt nhà trò đi. Một quãng tới chỗ mai phục của bọn nhện. Bọn nhện đã công phu trăng bên đường nọ sang bên đường kia, chẳng chịt biết bao nhiêu tơ nhện, trùng trùng điệp điệp. Đối giá một chú muỗi mắt nhỏ nhất loài muỗi cũng không thể chui lọt, lại thêm sừng sững ra lối đi bọn anh nhện canh gác, hễ thấy bóng nhà trò là làm hiệu cho lũ nhện nấp hai bên đường kéo ra. Khi tôi gần tới mạng lưới, nhìn vào các khe đá xung quanh, đã thấy lùng cùng những nhện là nhện, nào là nhện mẹ, nhện con, nhện già, nhện trẻ, nhện nước, nhện tường, nhện võng, nhện cây, nhện đá, nhện ma, đủ họ nhà nhện, chúng đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ. Chị nhà trò biếu lấy tôi, lấp sau càng tôi, khiếp quá, thu mãi người lại, có lẽ bọn nhện chưa trông thấy. Tôi cất tiếng hỏi lớn. Ai đứng chóp vô bọn này? Ra đây cho ta nói chuyện. Từ trong hốc đá, một mụn nhện cái to nhất, cong chân nhảy ra, hai
hai bên có hai nhện vách nhảy kèm. Đúng đây là vị chúa chùm của nhà nhện. Nom cũng đanh đá, nặc nô lắm. Vậy thì, đầu tiên, tôi hãy ra cái oai của tôi. Tôi quay phát lưng, phóng càng đạp mạnh vào đầu của mụ nhện một cái đạp. Mụ nọ hoảng hốt, cô xuống người lại hãi ngay. Rồi thế là một cú giật đầu xuống đất như cái trời giã gạo. Tỏ ý hối hận và sợ hãi một điều gì đó. Điều đó có lẽ mụ ta cũng chưa biết. Tôi thét. Cớ sao dám kéo cánh ra bắt nạt em nhà trò yếu thế kia hả? Chú mày có của ăn của để, đứa nào cũng béo múc bông đít ra cả lượt như thế, mà lại cứ cố tình đòi nó một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi là không có được. Ta cấm từ giờ không được đòi nợ nhà trò nữa. Nó bé bỏng làm chưa đủ nuôi thân, phải thương nó chứ, xúy xóa công nợ cho nó đi. Trên đời này thù hằn độc ác làm cái gì? Thử châm đấy, bé bắt nạt nó, nhưng còn có ta đây, ta khỏe hơn. Ta mới thử gió có mấy cái lá hậu mà xem ra chúng mày đã thất bại rồi, có phải không hả? Bọn nhện núp phía trong cùng dạ vâng lao xa. Dạ em nghe rồi ạ. Dưới giết cả khe đá. Tôi ra lệnh phá các vòng vây đi, đốt hết văn tự nợ đi. Lũ nhện nghe ngay lời tôi, cả họ nhanh nhẹn chạy ngang chạy dọc phá các dây tơ trăng lưới. Con đường về tổ nhà trò trên cành lá mua có một chiếc hoa tím phút chốc đã quang hẳn, rồi vút vút nhện nhấp nhô tung tăng đến chân nắm chân ả nhà trò mà nhảy múa hát ầm ĩ rất vui. Họ nhà nhện còn định mở tiệc thiết tôi. Được cái họ nhà nhện thì lúc nào cũng khéo chữ lắm, thức ăn ngon, nhưng tôi từ chối, nói rằng phải vội đi, hẹn dịp khác sẽ qua chơi. Tôi từ giã bọn nhện vào nhà trò. Chị nhà trò ôm vai tôi cảm động, làm được việc đầu tiên có ích cho đời. Mấy hôm sau tôi về tới quê nhà, hang bỏ hoang của tôi, cỏ và rêu đã xanh kín lối vào, nhưng đằng cuối bãi mẹ tôi vẫn mạnh khỏe. Hai mẹ con gặp nhau mừng quá, cứ vừa khóc vừa cười. Tôi kể lại từ đầu chí cuối những ngày tháng qua trong may rủi và thử thách mà bấy lâu tôi trải, bắt đầu từ chuyện anh Dế chất khốn khổ ở bên hàng xóm. Nghe xong, mẹ tôi ôm tôi vào lòng y như người ôm ấm khi mới sinh tôi và bảo rằng: con ơi, mẹ mừng con đã qua nhiều nỗi hiểm nguy mà trở về, nhưng mẹ mừng nhất là con đã rèn được tấm lòng chín chắn, thật đáng làm trai. Bây giờ con muốn ở nhà mấy ngày với mẹ, rồi con đi du lịch xa, mẹ cũng bằng lòng. Mẹ không áy náy gì về con đâu, thế là con của mẹ đã lớn rồi, con đã khôn lớn rồi, mẹ chẳng phải lo gì nữa. Mẹ tôi nói thế, rồi chan hòa nước mắt sung sướng và cảm động. Tôi nhìn ra cửa hang, nơi mấy ngày nào tôi còn trứng nước ở đây, và cùng cảm thấy nay mình đã khôn lớn. Tôi thưa lại với mẹ: mẹ kính yêu của con, không bao giờ con quên được lời mẹ. Rồi mai đây lên đường, con sẽ hết sức tu tỉnh, được như mẹ mong ước cho con của mẹ.